Cầm lại. Lướt qua. Trơn quá hả? Kéo lên để mà trượt quá. Nằm lại đi. Được. Qua hẳn bên kia để xuống hả? Tôm ơi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Con nói gì với các bạn nè? Các bạn mong muốn các bạn đã nhìn xem ở để thích cảm nhận các bạn xem đâu. Bam! Cái cỏ gì mà bé xíu rồi.